Phần 1. Giới của người tại gia. 1. Ngũ giới là thường giới. Ngũ giới, bành chá xì lá, là thường giới, nít chá xì lá, chung của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, dân tộc. Tất cả mọi người đều phải giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. Bất luận là người có thọ trì ngũ giới hoặc không thọ trì ngũ giới, cũng đều phải có bổn phận giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. Bởi vì ngũ giới là thường giới của tất cả mọi người trong đời. Nếu người nào phạm một điều giới nào trong ngũ giới, thì người ấy đã tạo ác nghiệp điều giới ấy. Khi ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả, thì cho quả xấu, quả khổ, đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nếu người nào giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy tạo được đại thiện nghiệp giữ giới. Khi đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả, thì cho quả tốt, quả an lạc, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Đức Phật dạy quả khổ, quả xấu của người phạm giới, người không có giới, và quả báo, quả tốt của người có giới, người giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn như sau. Quả khổ của người phạm giới, Dusila Adinava. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi làng Patali Gama. Dân làng Patali đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy dân làng Patali rằng: Này các người tại gia, có năm quả xấu, quả khổ của người phạm giới, người không có giới. Năm quả xấu, quả khổ ấy là: Này các người tại gia, trong đời này, người phạm giới, người không có giới, làm tiêu hao của cải tài sản lớn lao, do nhân dễ vui. Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới, có tiếng xấu, bị lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả xấu thứ gì của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới, có bất thiện tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới, có ác tâm mê muội lúc lâm chung. Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, sau khi người phạm giới, người không có giới chết, ác nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, đó là năm quả xấu, quả khổ của người phạm giới, người không có giới như vậy. Quả báo của người có giới, Silavanta Anisangsa. Này các người tại gia, có năm quả báo của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Năm quả báo ấy là: 1. Này các người tại gia, trong đời này, người có giới, người giữ gìn giới được trong sạch và trọn vẹn, có nhiều của cải lớn lao, do nhờ nhân không dễ vui, có trí nhớ biết mình. Đó là quả báo thứ nhất của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 2. Này các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt, được lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả báo thứ gì của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 3. Này các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có đại thiện tâm, dũng cảm, không rụt rè e thẹn, khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn.
Đó là quả báo thứ ba của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 4. Này các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. Đó là quả báo thứ tư của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5. Này các người tại gia, sau khi người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiền dục giới, cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy. Này các người tại gia, đó là năm quả báo của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. Trong chú giải bài kinh Sakka Banha Sutta có đoạn đề cập đến những người có giới trong sạch có thể lựa chọn được cảnh tái sinh một trong sáu cõi trời dục giới. Bari Sutta Sila Nama Cha Su Deva Lokesu Yathit Chanti Tatha Nipa Tanti. Những người có giới trong sạch trọn vẹn lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt, muốn tái sinh trên cõi trời nào trong sáu cõi trời dục giới, thì sau khi chết, đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi trời dục giới ấy theo ý muốn của mình và hưởng được mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Trong năm điều quả báo tốt lành của người giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn có điều thứ tư và điều thứ năm là: người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại thiền tâm tỉnh táo lúc lâm chung. Sau khi người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiền dục giới là cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới theo ý muốn của mình, hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiền giới ấy cho đến hết tuổi thọ. Như vậy, sự thật mỗi người nào đã sinh trong đời này chắc chắn tiền kiếp của người ấy có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Thật vậy, nếu tiền kiếp của người phạm điều giới nào của mình rồi trở thành người không có giới thì không thể nào có thể tái sinh đầu thai làm người trong cõi người này được. Cho nên tất cả mọi người đã sinh làm người đều vốn có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Kiếp hiện tại, người có đại thiện tâm biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn. Đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có trong con người của mình từ khi đầu thai làm người. Những người cần sự nam, cần sự nữ đã quy y Tam Bảo, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nhận thức rõ được năm quả báo của người có giới trong sạch và trọn vẹn và năm quả khổ của người phạm giới không có giới như vậy. Cho nên những người cần sự nam, cần sự nữ khi đã thọ phép quy y Tam Bảo cùng với thọ trì ngũ giới rồi giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại thiện nghiệp giữ gìn giới, được gọi là những người thiện trí trong đời. Nếu người thiện trí nào còn khuyên bảo, khuyến khích, tác động những người khác cũng nên giữ gìn ngũ giới của họ cho được trong sạch trọn vẹn, tạo đại thiện nghiệp giữ giới, thì người thiện trí ấy được gọi là người thiện trí hơn cả người thiện trí trong đời. Nghi thức xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Trong cuộc sống hàng ngày, đối với người cần sự nam, cần sự nữ, đôi khi vì dễ vui, thích niệm nên phạm điều giới nào trong ngũ giới. Để cho giới của mình được trong sạch và trọn vẹn trở lại, theo truyền thống Phật giáo Theravada, người cần sự nam, cần sự nữ thường đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng Lão, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Thông thường, người ta làm cho thân sạch sẽ trước khi mặc bộ đồ mới, trang điểm những đồ trang sức quý giá. Cũng như vậy, người cần sự nam, cần sự nữ nên làm lễ xin sám hối Tam Bảo để cho tâm trong sạch thanh tịnh trước khi thọ phép quy y Tam Bảo là Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, để có Tam Bảo trang điểm ở trong tâm. Chư bậc tiền bối có dạy ba bài kệ sám hối Tam Bảo như sau: lễ sám hối Tam Bảo.
Lễ sám hối, Đức Phật bảo: Uttamin Gina Vande Hằng Bada Bang Sung Varutamang Buddhe Yo Kalito Doso Buddho Kamatu Tăng Ma Má. Con hết lòng thành kính, cúi đầu đảnh lễ, bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạc. Lễ sám hối, Đức Pháp bảo: Uttamin Gina Vande Hằng Thamanh Chá Đu Vi Thăng Vá Răng Thâm Mê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Thâm Mô Khá Má Tú Tăng Má Má. Con hết lòng thành kính, cúi đầu đảnh lễ hai hạng pháp bảo, pháp học và pháp hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạc. Lễ sám hối, Đức Tăng bảo: Uttamin Gina Vande Hằng Sanggan Chá Đu Bí Thú Ta Măng Sangge Vô Khá Lý Tô Đô Sô Sanggo Khá Má Tú Tăng Má Má. Con hết lòng thành kính, cúi đầu đảnh lễ hai bậc Tăng Bảo, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạc. Bài kệ cầu nguyện: Imina Bunya Kamena Sabbe Phaya Vinasantu Nipanang Athigantung Hi Sabbadukha Bamuchami. Do nhờ năng lực thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt. Mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả niết bàn. Cầu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái sinh. Xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. A Hằng Phan Tê Tí Xá Rá Nề Nã Xá Há Banh Chá Si Lăng Thầm Măng Gia Chá Mí A Đúc Gá Hằng Cá Tòa Si Lăng Đê Thả Mê Phan Tê Đu Tí Gầm Bí A Hằng Phan Tê Tí Xá Rá Nề Nã Xá Há Banh Chá Si Lăng Thầm Măng Gia Chá Mí A Đúc Gá Hằng Cá Tòa Si Lăng Đê Thả Mê Phan Tê Ta Tí Gầm Bí A Hằng Phan Tê Tí Xá Rá Nề Nã Xá Há Banh Chá Si Lăng Thầm Măng Gia Chá Mí A Đúc Gá Hằng Cá Tòa Si Lăng Đề Thả Mê Phan Tề. Nghĩa: Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cho con. Bạch Ngài. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cho con. Lần thứ nhì, bạch Ngài. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cho con. Lần thứ ba, bạch Ngài. Đảnh lễ Đức Phật. Ngài Trưởng Lão hướng dẫn đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tát Xá Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, Ngài Trưởng Lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo. Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thầm Măng Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Tí Dầm Bí Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí Thầm Măng Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí Sanggang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì. Ta Tí Dầm Bí Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba. Ta Tí Dầm Bí Thâm Măng Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ ba. Ta Tí Dầm Bí Sanggang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba. Ngài Trưởng Lão,
Tỳ xá ra ná ga ma năng ba rí bùn năng. Phép quy y tam bảo trọn vẹn bấy nhiêu. Cần sự nam, cần sự nữ, amma phan tê, và xin dân kích bạch ngài. Thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ phép quy y tam bảo xong, tiếp theo thọ trì ngũ giới. 1. Bana tí bà ta về ra má ni xích kha bá đăng sa ma đí gia mí. Con xin thọ trì điều giới của tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Á đình na đa na về ra ma ní xích kha bá đăng sa ma đi gia mí. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Cà mê xú mít cha cha ra về rá ma ni xích ca bá đăng sa ma đi gia mí. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự tà dâm. 4. Mú sa ba đa về rá má ni xích ca bá đăng sa ma đi gia mí. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa nói dối. 5. Sú ra mê ra giá mắt chấp bá ma đá tha na về ra má ni xích khà bá đăng sa ma đí già mí. Con xin thọ trì điều giới của tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Ngài trưởng lão Tí xá rá đề ná xá há banh chá si lăng tham măng xa thú căng cá toa áp bá ma đề ná sa ba đề hi có 2 người trở lên. Phép quy y tam bảo và ngũ giới xong rồi, con, các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn bằng pháp không dễ vui để làm nền tảng cho mọi thiền pháp phát sinh. Cần sự nam, cần sự nữ, a má phàng tê, và xin dân kính bạch ngài. Ngài trưởng lão si lê ná su gá tiên danh tí si lê ná vô gá sâm bá đa si lê ná níp bú tin danh tí tát ma si lăng ví xô thái dê. Chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cần sự nam, cần sự nữ, xa thú, lành thai, lành thai. Sau khi đã thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới, tiếp theo cần sự nam, cần sự nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y tam bảo. Na thí mê sa ra năng anh năng bút thô mê sa ra năng vá răng ê tê ná sa chả vá dê ná hô tú mê gia giá măng ga lăng. Na thí mê sa ra năng anh năng thầm mô mê sa ra năng vá răng ê tê ná sa chả vá dê ná hô tú mê gia giá văng ga lăng. Na thí mê sa ra năng anh năng sang gô mê sa ra năng vá răng ê tê ná sa chả vá dê ná hô tú mê gia giá măng ga lăng. Chẳng có nơi nào đáng cho con đương nhờ. Đức Phật nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Pháp nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Tăng nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới của người cận sự nam, người cận sự nữ. Giảng giải về ngũ giới. Chi pháp của mỗi điều giới. Mỗi điều giới có những chi pháp riêng biệt. Muốn biết mình có phạm giới hoặc không phạm giới, cần phải căn cứ vào những chi pháp của mỗi điều giới ấy. Nếu người nào hội đủ các chi pháp của điều giới ấy, thì người ấy đã phạm điều giới ấy. Nếu thiếu chi pháp nào trong các điều giới ấy, thì không gọi là phạm điều giới ấy.